Đây là công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn 1, thôn 2, xã Đưng Cà Nớ, giai đoạn 1, có tổng vốn đầu tư trên 8,2 tỷ đồng, trong đó vốn xây lắp trên 5,7 tỷ đồng, gồm bể chứa trên 200 mét khối nước, đủ cung cấp nước cho từ 300 đến 400 hộ dân sử dụng. Do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư sản xuất thương mại xây dựng An Lộc, thành phố Hồ Chí Minh trúng thầu thi công. Tiếp đó là công trình nhà bảo tồn nghề truyền thống và du lịch cộng đồng xã Đưng Cà Nớ, có tổng vốn đầu tư 5,3 tỷ đồng, trong đó vốn xây lắp 4,4 tỷ đồng. Công trình được xây dựng gồm 2 tầng, có diện tích sàn 231 m2 do Liên danh Kiên cố Đăng Khoa Group trúng thầu thi công. Hai công trình này cùng được khởi công vào tháng 7 năm 2024, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Hiện các công trình xây dựng đạt từ 35 đến 40% khối lượng và đang được nhà thầu tiếp tục tập trung thi công đảm bảo kế hoạch đề ra. Cái điều kiện đúng theo các giai đoạn này là đang mùa mưa trong cái xã Đưng Cà Nớ này, thì đơn vị thi công cố gắng là nhân lực và thiết bị là đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng được cái tiến độ của chủ đầu tư đưa ra. Dạ. Song song với đó là phải đảm bảo luôn những cái chất lượng cho công trình. Dạ. Làm hết tất cả khả năng, không là mình động viên anh em, luôn luôn động viên mọi người. Dạ. Để cố gắng hoàn thành tốt trong cái giai đoạn mùa mưa khó khăn thế này. Năm 2024, huyện Lạc Dương được bố trí nguồn vốn trên 85,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 16 công trình dự án chuyển tiếp và khởi công mới. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện được giao làm chủ đầu tư đã kịp thời giải ngân nguồn vốn để thi công các công trình dự án. Mặc dù thời gian qua còn những khó khăn như thời tiết không được thuận lợi, giá cả vật liệu tăng cao, vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, nhưng nhờ sự phối hợp tuyên truyền vận động về chủ trương đầu tư xây dựng các công trình dự án cũng như quyền lợi của người dân được thụ hưởng sau khi các công trình hoàn thành, nên hầu hết người dân đều đồng thuận cao trong việc hiến đất, tạo mặt bằng để xây dựng các công trình. Nhờ đó, đến hết tháng 8 năm 2024, huyện Lạc Dương đã giải ngân nguồn vốn đạt 60% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh giải ngân đầu tư đạt trên 52% và vốn ngân sách huyện giải ngân đầu tư đạt 77% để thi công các công trình dự án. Với vai trò trách nhiệm được giao làm chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, ban quản lý dự án huyện Lạc Dương quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó đặc biệt là các công trình được xác định là trọng điểm của nghị quyết đại hội 11 nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó thì xác định 7 công trình trọng điểm. Đến nay chúng tôi đã hoàn thành được 4 trên 7 công trình và 3 công trình còn lại thì đang triển khai trong thời gian tới. Đặc biệt là với công trình đường 19 tháng 5, khi bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 9 thì góp phần phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế và góp phần để hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 11 đã đề ra. Đối với công tác thực hiện giải ngân trong năm 2024 thì qua 9 tháng đầu năm thì đến thời điểm hiện tại với các công trình được giao làm chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã giải ngân được 60% giá trị vốn cấp, trong đó vốn tỉnh là 52,16% và vốn huyện là được 77%. Từ đây đến cuối năm thì với mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ giải ngân xây dựng cơ bản, thì ban quản lý tập trung chỉ đạo cán bộ kỹ thuật, các phó giám đốc thường xuyên bám sát công trình và đề xuất cho ban giám đốc xử lý đối với các công trình chậm tiến độ, tranh thủ thời gian cuối năm và mùa khô để đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành kế hoạch năm đạt trên 95% theo kế hoạch đã đề ra. Đối với công tác đầu tư công thì tạo các đồng chí cảnh là ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo thường xuyên và có tính chất liên tục và rất quyết liệt và tập trung. Thì ủy ban nhân huyện cũng chấp hành những cái chỉ đạo của ủy ban nhân tỉnh rất nhiều văn bản. Đến thời điểm này thì Lạc Dương cũng nằm trong cái top lực hạ của tỉnh. Tuy nhiên có một số công trình chúng tôi phải kéo dài thì do yếu tố khách quan có, chủ quan có, nhưng mà huyện cũng đã tổ chức họp đánh giá và rút kinh nghiệm liên quan tới tổ chức thì tổ chức phải chịu trách nhiệm, cá nhân phải chịu trách nhiệm, nhưng mà quyết tâm là phải hết tháng 1 sau cái tháng chỉnh lý
thì phải hoàn thành cái chỉ tiêu của tỉnh. Còn những công trình mà trong khả năng của cái tháng rơi vào đầu mùa khô, và tháng này rơi vào đầu mùa khô và qua tháng 1 tháng 2 hiện nay là tập trung thi công, không kể thời gian, làm sao để có cái nguồn để tiếp tục giải ngân qua ngày tháng 1. Quyết tâm hoàn thành là từ 95 đến 100% cái kế hoạch giải ngân mà tỉnh đưa ra. Hiện nay, huyện Lạc Dương tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư tập trung giải ngân nguồn vốn kịp thời đầy đủ, thường xuyên bám sát chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu và đơn vị thi công, huy động mọi nguồn lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng các công trình dự án đảm bảo chất lượng, hoàn thành các công trình còn lại đưa vào sử dụng, phục vụ nhân dân, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phấn đấu đến hết năm 2024, giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt 95% trở lên.